Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tối nay trên kênh 7 với những tiết mục sau đây: 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút bác sĩ gia đình, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình hát với ngôi sao, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tình yêu pha lê tập 19, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 17, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình rạng sáng ngày 4 tháng 4 gồm có 0 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Giám đốc và 18 cô thư ký tập 29, 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới, 2 giờ thế giới giải trí, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Duyên Phận tập 3, 3 giờ 30 phút ca nhạc bài ca quê hương, 4 giờ nhật ký không độ. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình.